ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Huỳnh Thanh Thuận, sinh năm 1990, Phạm Đỗ Nhật Duy, sinh năm 1985, Lê Thị Thu Thảo, sinh năm 1993, về tội môi giới mại dâm. Theo cáo trạng, ngày 22 tháng 10 năm 2023, Thuận đi ăn với 3 nam thanh niên ở khu đô thị Sa La, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc ăn uống, 3 nam thanh niên cùng đặt vấn đề với Thuận, nhờ môi giới 3 phụ nữ xinh đẹp để mua dâm với hình thức sex tour trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 10 năm 2023. Bị cáo Thuận đồng ý và đã gửi thông tin hình ảnh, giá mua dâm của một số phụ nữ qua Zalo cho 3 người lựa chọn. Sau đó, cả 3 thống nhất với Thuận mua dâm 3 phụ nữ gồm H, giá 30 triệu đồng một ngày, T, giá 35 triệu đồng một ngày, B, hoa khôi một cuộc thi, giá 50 triệu đồng một ngày. Việc mua bán dâm được thỏa thuận thực hiện tại một khu resort ở Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2023, khi các cặp nam nữ trên đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Do việc môi giới xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh nên Cục C02 đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Qua điều tra xác định, ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra xác định bị cáo Thuận còn môi giới cho TL, 24 tuổi, được mạng xã hội gọi là Hot Girl, sang Singapore bán dâm với giá 3.000 đô la Mỹ một ngày. Cùng đường dây với Thuận còn có Thảo và Duy. Thảo được xác định trước khi môi giới bán dâm với nhóm khách trên đã môi giới bán dâm cho một người không rõ lai lịch tại một khách sạn ở quận Tân Bình vào ngày 23 tháng 10 năm 2023 với giá 12 triệu đồng. Bị cáo Duy trước đó cũng là người đã cùng môi giới bán dâm 3 lần. Quá trình tham gia môi giới mại dâm, bị cáo Thảo đã hưởng lợi 5 triệu đồng, Duy đã hưởng lợi 15 triệu đồng và Thuận đã hưởng lợi 52 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự an toàn công cộng, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Ngày 8 tháng 7, theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ đã phối hợp Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai bắt nhóm nghi phạm có hành vi chém người gây thương tích ở tỉnh Gia Lai chạy trốn qua tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 7, nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an về việc triển khai lực lượng kiểm soát, truy bắt các nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, đang bỏ trốn theo hướng từ tỉnh Kon Tum đi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, trên ô tô biển số 68A. Phòng Cảnh sát Giao thông chỉ đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành dừng, kiểm tra tất cả các ô tô biển số đầu 68A, lưu thông qua các tuyến đường. Đến 22 giờ cùng ngày, Thiếu tá Hoàng Tiến Viễn, Phó trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ, nhận được tin báo về việc có nhóm người có đặc điểm như nghi vấn đang thuê trọ tại nhà một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã. Qua nắm tình hình, xác minh nghi vấn, đến gần 1 giờ ngày 8 tháng 7, lực lượng thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ, Công an thị xã Đức Phổ và Công an huyện Đắk Đoa đã đồng loạt tấn công, vây bắt nhóm nghi phạm. Nhóm nghi phạm gây án gồm Trần Đình Quân, 30 tuổi, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Nguyễn Hữu Toàn, 22 tuổi, ở xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, và Trần Vĩ, 22 tuổi, ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu. Hiện, các nghi phạm chém người đã được bàn giao cho Công an huyện Đắk Đoa. Ngày 8 tháng 7, chị H, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thông tin em trai chị là X, trong tối ngày 6 tháng 7, cùng bạn đi uống bia trên địa bàn xã. Trong lúc uống bia, X xảy ra ẩu đả với người trong quán. Sau đó, X được đưa về trụ sở công an xã Tân Lập để làm rõ. Trong khi đó, người tham gia ẩu đả ở quán bia bị chấn thương nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện trên địa bàn. Cũng theo lời chị H, sáng ngày 7 tháng 7, gia đình X xuống công an xã Tân Lập để xin gặp X, nhưng không được chấp thuận. Khoảng 10 đến 11 giờ trưa ngày 7 tháng 7, gia đình tôi tiếp tục xuống xin gặp X, nhưng công an vẫn không cho gặp và nói X đang cấp cứu ở bệnh viện, lúc lại nói đang ở xã. Hiện, em trai tôi đã tử vong, đang chờ cơ quan pháp y khám nghiệm, chị H cho biết. Ông Vàng A Thào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập xác nhận,
Sự việc đánh nhau xảy ra vào khoảng 21 đến 22 giờ ngày 6 tháng 7. Những người gây gổ, đánh nhau, xã cũng chưa nắm được thông tin cụ thể. Hiện, công an tỉnh và huyện đã đến xã làm việc và xác minh nguyên nhân. Ngày 8 tháng 7, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm giải quyết vụ án. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở xác định 39 bị cáo trong vụ án đã phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Cụ thể, từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, Mỹ Trang sử dụng 31 công ty ma xuất bán 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị trên hóa đơn sau thuế giá trị gia tăng là hơn 4.424 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 389 tỷ đồng. Nhiều cá nhân, pháp nhân dùng hóa đơn giá trị gia tăng khống đó để quyết toán, kê khai nhằm trốn thuế. Hành vi của các bị cáo gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước đặc biệt lớn. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. Hoàng Ngọc Phượng Trân, em ruột của bị cáo Trang, 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Ngô Thị Bích Thủy, kế toán, từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. 36 bị cáo còn lại trong vụ án bị xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn hoặc tội danh trốn thuế, bị đề nghị tuyên phạt từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 5 năm tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo chưa nộp đủ tiền khắc phục hậu quả thì tiếp tục tuyên nộp. Các bị cáo có trách nhiệm nộp lại các khoản tiền đã thu lợi bất chính. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo, đề nghị tiếp tục kê biên xe ô tô, bất động sản để đảm bảo việc thi hành án của các bị cáo. Trong các bị cáo làm môi giới trực tiếp, F1, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho doanh nghiệp, có bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh, cựu cán bộ thuế chi cục thuế quận Tân Bình. Bị cáo Trinh bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt 2 năm 6 tháng đến 3 năm về tội mua bán trái phép hóa đơn. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023, công ty Việt Ấn Thái Bình Dương sử dụng dịch vụ vận chuyển, chi phí văn phòng để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bên cung cấp dịch vụ không xuất được hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai báo cáo thuế. Vì vậy, Trần Mỹ Linh, giám đốc công ty Việt Ấn Thái Bình Dương đã liên hệ với Đỗ Thị Cát Trinh, cựu cán bộ thuế chi cục thuế quận Tân Bình. Thời điểm Linh liên hệ, Trinh đã nghỉ việc để mua hóa đơn giá trị gia tăng. Trinh nhờ Trang trần xuất 25 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị trên hóa đơn trước thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ đồng để bán lại cho công ty trên với phí 5% để hưởng lợi, thu lợi bất chính số tiền 151,7 triệu đồng. Kết luận giám định về thuế ngày 31 tháng 7 năm 2023 xác định công ty Việt Ấn Thái Bình Dương đã sử dụng 25 hóa đơn bất hợp pháp, kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tại hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế từ quý 4 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Từ đó, doanh nghiệp này đã trốn hơn 294 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Ngày 8 tháng 7, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, đã có báo cáo Giám đốc Công an tỉnh về vụ việc Trung tá Vũ Thị Ái Việt, sinh năm 1979, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hoài Ân, bị một đối tượng dùng búa tấn công chấn thương sọ não phải đưa đi cấp cứu. Theo Công an huyện Hoài Ân, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 7. Lúc này, Trung tá Vũ Thị Ái Việt đang điều khiển xe mô tô 77FC đi trên đường thuộc khu phố Gò Câu, thị trấn Tăng Bạc Hổ, Hoài Ân, thì bị đối tượng Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1980, ở khu phố Gò Câu, điều khiển xe mô tô 77X4 lưu thông cùng chiều từ phía sau, dùng búa, loại búa đóng đinh cầm tay, đánh vào đầu khiến Trung tá Việt ngã xuống xe. Chưa dừng lại, đối tượng Đức xuống xe tiếp tục dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu Trung tá Việt, đến khi nạn nhân bất động. Sau đó, đối tượng đến Công an huyện Hoài Ân tự thú. Do bị tấn công liên tục bằng búa, Trung tá Vũ Thị Ái Việt bị thương nặng, lún sọ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 8 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1982, trú xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin bước đầu, vào những năm 2010 đến 2012, Nguyễn Thị Hồng Nhung với chức vụ kế toán ngân sách tại Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên đã không ghi thu, ghi chi, không hạch toán đầy đủ, kịp thời số tiền này vào ngân sách xã, kết thúc dự án xây dựng công trường tại một số tuyến đường giao thông liên thôn, không lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không báo cáo bằng văn bản về nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã với Phòng Tài chính huyện Cẩm Xuyên. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, theo kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh xác định, hành vi quản lý chi không đúng nguyên tắc tài chính về nguồn vốn viện trợ, Nhung đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền hơn 608 triệu đồng. Ngày 8 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố bị can về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng Nhung đã trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai biện pháp nghiệp vụ để vận động, truy tìm Nhung. Đến nay, Nhung vẫn chưa tới trình diện cơ quan công an. Theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, đặc điểm nhận dạng của Nhung cao 1m55, màu da trắng, tóc ngắn nhuộm vàng, lông mày ngang, có sẹo chấm cách 1cm sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nhung đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất.